tiết niệu. Đấy, nó gồm có 3 bài là nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, các bệnh lý hay gặp của bàng quang và chấn thương của hệ tiết niệu. À, xin lỗi, chấn thương của thận. Thế thì ở các cái bài này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục là chúng ta xem các cái video của e-learning. Sau đó thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là trao đổi cùng các bạn các cái nội dung đã học. Phần đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đấy là nhiễm khuẩn của hệ tiết niệu. Em mời các bạn bắt đầu xem nhé. Tôi xin được trình bày bài nhiễm khuẩn hệ tiết niệu. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về sinh lý bệnh. Thì nhiễm khuẩn hệ tiết niệu xảy ra theo hai đường lan truyền. Đường thứ nhất là đường máu, đường thứ hai là đường ngược dòng. Đường máu thường gặp do các vi khuẩn như lao, tụ cầu hoặc trong bệnh cảnh của nhiễm trùng huyết. Tổn thương sẽ tạo nên các ổ nhiễm trùng đơn độc hay nhiều ổ nguyên phát ở nhu mô. Các yếu tố thuận lợi là trên cơ địa bệnh nhân có ứ đọng nước tiểu do bệnh cảnh của sỏi hay dị tật, bệnh nhân có đái đường, có chấn thương vào hệ tiết niệu, hay bệnh nhân nghiện rượu, bệnh nhân nhiễm độc, bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Cơ chế bệnh sinh thứ hai đó là theo đường ngược dòng, do trào ngược bàng quang vào niệu quản thận sẽ tạo ra các ổ tổn thương rải rác trong nhu mô hay ở khu trú của một vùng thận, kèm theo có tổn thương của thành của đường bài xuất. Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu được chia làm hai loại, nhiễm khuẩn cấp tính và nhiễm khuẩn mãn tính. Nhiễm khuẩn cấp tính, nếu trên một thận bình thường thì chúng ta có thể gặp các bệnh cảnh sau, đó là viêm thận bể thận cấp, viêm thận nhiễm khuẩn khu trú, viêm thận bể thận sinh hơi, áp xe thận, áp xe quanh thận. Trên một thận bệnh lý chúng ta có thể gặp các bệnh cảnh thận ứ mủ, nang thận nhiễm trùng hoặc u thận hoại tử và có bội nhiễm. Các nhiễm khuẩn bán cấp và mãn tính khác, chúng ta có thể gặp bệnh cảnh của viêm thận bể thận mãn tính, viêm thận bể thận u hạt vàng, viêm bể thận, lao thận và nấm thận. Bây giờ chúng ta đi vào bệnh cảnh của nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cấp tính. Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cấp tính có các tổn thương cơ bản sau. Thứ nhất là tổn thương ở trong nhu mô, chúng ta có thể gặp tổn thương viêm thùy thận hoặc là áp xe thận. Tổn thương thứ hai là tổn thương của đường bài xuất, gồm có hệ thống đài bể thận và niệu quản. Chúng ta sẽ gặp hình ảnh của dày thành đường bài xuất hoặc là ứ nước ở trong thận, giãn đường bài xuất. Tổn thương cơ bản có thể gặp tiếp theo đó là các tổn thương ở khoang quanh thận như tình trạng ứ dịch quanh thận hoặc là các áp xe quanh thận do tổn thương nguyên phát của nhu mô hoặc đài bể thận phát triển ra. Và tất cả các tổn thương cơ bản này có thể phối hợp với nhau để gây ra một bệnh cảnh tổn thương nhiều nơi trong nhiễm khuẩn cấp tính. Chúng ta đi vào các dấu hiệu của chẩn đoán hình ảnh trong nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cấp tính. Thứ nhất là các dấu hiệu trên chụp niệu đồ tĩnh mạch UIV, chúng ta có thể gặp các hình ảnh. Thứ nhất là thận to lên và nhu mô dày lên, do nguyên nhân là các tổn thương viêm khu trú tại nhu mô. Sau khi tiêm thuốc cản quang thì nhu mô chúng ta sẽ thấy nhu mô thận bắt thuốc mờ nhạt, có thể toàn bộ hoặc khu trú. Đường bài xuất sẽ cản quang kém, rõ và có thể kèm theo giãn của đường bài xuất ở thì bài xuất. Và trên UV chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu của phù nề của bể thận và niệu quản, đó là hình ảnh dày của thành đường bài xuất. Tuy nhiên, chụp niệu đồ tĩnh mạch ít có giá trị trong chẩn đoán bệnh cảnh của nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cấp tính. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá các hình ảnh của nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cấp tính trên siêu âm. Chúng ta có thể thấy các hình ảnh sau: nhu mô dày lên và thận to ra. Vùng tổn thương của nhu mô trong bệnh cảnh của viêm thận, viêm thùy thận, đó là hình ảnh tổn thương khu trú hình tam giác tăng âm. Tổn thương này có thể tiến triển thành áp xe hóa, tạo thành ổ dịch, thành dày không đều và dịch không trong. Cấu trúc dịch sinh âm, thận ở vị trí có áp xe sẽ to lên khu trú. Các áp xe thận có thể vỡ ra tạo thành các cái ổ áp xe quanh thận hoặc cạnh thận hoặc là lan tỏa ở khoang sau phúc mạc.
Trong một số trường hợp bệnh cảnh nặng như bệnh cảnh bệnh nhân đái đường có thể gặp hình ảnh của viêm thận bể thận hoại thư sinh hơi. Khi đó chúng ta sẽ có hình ảnh khí ở trong tổn thương của viêm thận bể thận cũng như là khí ở trong đường bài xuất. Trên siêu âm chúng ta cũng có thể phát hiện được hình ảnh đường bài xuất giãn. Đường bài xuất giãn có thể vừa là nguyên nhân hoặc vừa là hậu quả của viêm thận bể thận. Trong một số trường hợp chúng ta cũng có thể nhìn thấy dấu hiệu dịch nước tiểu sinh âm không đồng nhất do có mủ bên trong. Đây là hình ảnh siêu âm của một viêm thận bể thận khu trú. Chúng ta thấy một tiểu thùy của thận tăng âm, có hình tam giác, đỉnh quay vào trong, đáy hướng ra ngoài. Tổn thương này nếu không được điều trị tốt sẽ tiến triển thành tổn thương áp xe thận. Đó là hình ảnh ổ dịch không trong, bên trong của cấu trúc sinh âm thường có vỏ dày, hơi không đều, nằm trong nhu mô thận. Trên siêu âm chúng ta cũng có thể gặp hình ảnh ứ mủ của thận. Trên hình ảnh siêu âm của minh họa này, chúng ta nhìn thấy hình ảnh thận to, nhu mô thận rất mỏng, hệ thống đài bể thận giãn rất to, bên trong nước tiểu không trong, có nhiều cấu trúc sinh âm dạng mủ. Đây là hình ảnh khác minh họa trường hợp ứ mủ của thận. Chúng ta thấy hệ thống đài bể thận và niệu quản giãn, bên trong nước tiểu không trong và có cấu trúc sinh âm nằm thành lớp lắng đọng. Trên các lớp vi tính, hình ảnh viêm thận bể thận biểu hiện bằng hình ảnh vùng tổn thương kém bắt thuốc sau tiêm thuốc cản quang do tổn thương phù nề của tổ chức. Đó là hình ảnh điển hình của một viêm tiểu thùy thận. Khi tổn thương tiến triển ở giai đoạn áp xe hóa, trên các lớp vi tính chúng ta sẽ thấy hình ảnh ổ áp xe là ổ có tỉ trọng dịch không trong, có vỏ dày nhẹ và trong một số trường hợp tổn thương áp xe có thể có dấu hiệu thâm nhiễm của lớp mỡ quanh thận. Trong một số trường hợp nặng hơn thì tổn thương áp xe của thận sẽ phá vỡ ra ngoài, tạo thành các áp xe quanh thận ở trong khoang mỡ sau phúc mạc. Đây là một bệnh nhân có hình ảnh sỏi của bể thận có ứ nước nặng của đài bể thận và áp xe khoang sau phúc mạc quanh thận. Đây là hình ảnh của cắt lớp vi tính trong trường hợp viêm thận bể thận hoại thư sinh hơi. Chúng ta thấy hình ảnh tổn thương phá hủy nhu mô thận và bên trong có hình ảnh giảm tỉ trọng của khí. Chúng ta có thể so sánh hình ảnh đó với các khí ở trong dạ dày hay khí ở ngoài da. Trên các lát cắt thấp hơn, chúng ta cũng có thể thấy hình ảnh khí nằm ở trong bàng quang và nằm ở thành của bàng quang. Đây là một tổn thương nhiễm trùng rất nặng. Xin lưu ý tổn thương ở thận bên đối diện, chúng ta cũng thấy có hình ảnh một thùy thận giảm bắt thuốc cản quang sau tiêm. Như vậy, thận bên đối diện có dấu hiệu hoại thư sinh hơi và thận bên trái thì có dấu hiệu của viêm thùy thận. Tiếp theo tôi xin được giới thiệu phần chẩn đoán hình ảnh nhiễm khuẩn hệ tiết niệu mạn tính. Chúng ta đi vào phần thứ nhất là viêm thận bể thận mạn tính. Thương tổn thường xảy ra thứ phát sau bệnh cảnh của sỏi lâu ngày hoặc do trào ngược bàng quang niệu quản có nhiễm khuẩn ngược dòng. Và trên hình ảnh chúng ta sẽ thấy hình ảnh thận nhỏ, bờ lồi nọ lõm, đài thận lồi ra ở phía nhu mô và có hình chùy nhu mô thận đối diện với đài thận thì sẽ bị teo nhỏ. Đây là sơ đồ minh họa hình ảnh của một viêm thận bể thận mãn tính. Thận bên đối diện là thận lành. Thận bên bệnh lý chúng ta thấy hình ảnh nhu mô thận teo và phần lõm của nhu mô sẽ đối diện với hình ảnh giãn của đài thận. Đây là hình ảnh viêm thận bể thận mãn tính trên UV. Chúng ta sẽ thấy thận bên tổn thương
có dấu hiệu nhỏ hơn thận bên đối diện, đồng thời có hình ảnh giãn của các nhóm đài thận. Chúng ta đi sang bệnh cảnh tiếp theo là viêm thận bể thận hạt vàng. Đây là bệnh lý ít gặp, thường xảy ra do tắc nghẽn hay do viêm nhiễm thận mãn tính và tổn thương có liên quan đến quá trình phá hủy nhu mô thận và bể thận. Song song với quá trình đó là quá trình thâm nhiễm của mô bào chứa mỡ. Về mặt lâm sàng thì thận có dấu hiệu thận to, giảm hoặc mất chức năng, thường kết hợp có sỏi của niệu quản hoặc sỏi san hô trong đài bể thận và có dấu hiệu của một viêm nhiễm mãn tính của hệ tiết niệu. Trên siêu âm chúng ta thấy hình ảnh thận to, nhu mô thận mỏng, có thể gặp hình ảnh sỏi san hô trong đài bể thận và có hình ảnh giãn của đài bể thận, và lưu ý thường là các đài thận giãn nhiều hơn bể thận. Bên trong dịch nước tiểu có thể trong hoặc không trong do có, và dấu hiệu đặc trưng nhất đó là hình ảnh tăng âm rất mạnh tạo thành đám nằm ở vùng xoang thận do quá trình thoái hóa mỡ. Tổn thương có thể khu trú ở một phần của xoang thận hoặc lan tỏa toàn bộ xoang thận. Và đây là hình ảnh viêm thận bể thận hạt vàng trên cắt lớp vi tính. Chúng ta thấy hình ảnh tương đồng với hình ảnh của một giải phẫu bệnh đại thể. Chúng ta thấy hình ảnh nhu mô thận mỏng, các nhóm đài giãn to, bể thận giãn ở mức độ tương đối, và điển hình nhất đó là quá trình thâm nhiễm mỡ tạo thành đám lớn nằm trong hệ thống xoang của thận. Hình ảnh hoàn toàn tương đồng với hình ảnh giải phẫu bệnh đại thể, nhu mô thận mỏng, giãn các đài thận, giãn và dày thành bể thận và hình ảnh thâm nhiễm mỡ vùng xoang thận. Sau đây tôi xin được trình bày phần tiếp theo là lao hệ tiết niệu. Về cơ chế bệnh sinh của lao hệ tiết niệu, đó là vi khuẩn lao theo đường máu tới cầu thận gây ra các tổn thương ở đỉnh của các tháp Malpighi, sau đó tạo thành các ổ lao nhỏ. Các ổ lao này có thể tập trung với nhau thành một ổ áp xe lớn hơn và sau đó vỡ ra mở vào các đài thận tạo thành các hình hang lao, và khi đó trong nước tiểu sẽ có vi khuẩn lao và sẽ gây ra tổn thương toàn bộ của hệ tiết niệu. Chính vì cơ chế bệnh sinh trên nên tổn thương lao được chia ra làm hai loại, đó là tổn thương lao thực thụ là tổn thương ở vùng nhu mô. Tổn thương này rất nhạy cảm khi điều trị. Và tổn thương thứ hai là tổn thương phản ứng sơ hóa tạo sẹo ở hệ thống đường bài xuất. Tổn thương này không nhạy cảm khi điều trị. Về các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thì chụp niệu đồ tĩnh mạch UIV đóng vai trò rất cơ bản. Và siêu âm thì ít có giá trị trong chẩn đoán lao. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác cũng ít được sử dụng trong chẩn đoán lao hệ tiết niệu. Đây là sơ đồ minh họa cơ chế bệnh sinh của lao hệ tiết niệu. Tổn thương lao có thể nguyên phát ở phổi theo máu đến nhu mô thận tạo thành các cái ổ áp xe tại các tháp Malpighi, sau đó các ổ áp xe tháo mủ vào hệ thống đường bài xuất tạo thành các hang lao, và khi đó sẽ có lao cũng như mủ nằm ở trong hệ thống đường bài xuất gây tổn thương viêm của đường bài xuất. Về hình ảnh của lao hệ tiết niệu trên các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, thứ nhất là trên chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, chúng ta thường ít có giá trị, chỉ đánh giá được các hình ảnh tổn thương vôi hóa trong thận. Có thể gặp hình ảnh vôi hóa nhiều nốt nhỏ, hoặc vôi hóa dạng vệt đường thẳng, hoặc vệt vòng cung, hoặc vôi hóa từng đám. Một số trường hợp đặc biệt, tổn thương lao lâu ngày có thể vôi hóa toàn bộ thận. Trong bệnh cảnh đó, người ta gọi là thận hóa đá. Ngoài vôi hóa trong thận, chúng ta có thể gặp ở hai vị trí khác có thể có vôi hóa, đó là vôi hóa tuyến thượng thận và vôi hóa dạng nhiều hạt nhỏ ở tiền liệt tuyến. Khi có tổn thương vôi hóa của thận kèm theo vôi hóa tiền liệt tuyến và thượng thận, thì người ta gọi đấy là tam chứng lao hệ tiết niệu. Đây là hình ảnh minh họa một hình ảnh vôi hóa toàn bộ thận bên phải do lao. Chúng ta nhìn thấy sau tiêm thuốc cản quang, thận bên trái bình thường, thuốc đã bài xuất ra hệ thống đài bể thận niệu quản, trong khi đó thận bên phải đã mất chức năng,
không thấy hình ảnh bài xuất thuốc và toàn bộ nhu mô của thận đã vôi hóa. Đây là sơ đồ minh họa hình ảnh một hang lao. Thường là các hang ở đáy của các đài thận, bờ nham nhở không đều. Chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với các túi thừa của đài thận. Trong trường hợp này, bờ của các túi thừa thường nhẵn đều hoặc một số hình khuyết nằm trong đáy của các đài thận, ví dụ như hình ảnh máu cục, mủ hoặc sỏi không cản quang. Khi đó chúng ta sẽ thấy hình ảnh thuốc cản quang ôm quanh phần hình khuyết. Và cuối cùng chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với bệnh cảnh của giãn ống gót trước đài. Trong bệnh Kaczynski, các tổn thương không đặc hiệu của lao trên hình ảnh chúng ta sẽ gặp đó là các phản ứng sơ hóa sau viêm của đường tiết niệu do vi khuẩn lao và thường dẫn đến hậu quả đó là hẹp cổ của các đài thận, có thể gây ứ nước hoặc giãn một đài hay nhiều nhóm đài riêng lẻ hoặc phối hợp. Có hình ảnh hẹp của bể thận và gây ứ nước tất cả các nhóm đài. Có thể có hình ảnh co kéo của các nhóm đài, đồng thời niệu quản cũng bị co kéo, cứng, ngắn lại, chít hẹp hoặc là giãn không đều, bờ thường hơi không đều. Khi tổn thương đã đến bàng quang thì bàng quang sẽ do sơ hóa sẽ bé lại và gây co kéo. Người ta gọi dấu hiệu này là dấu hiệu thận đau bàng quang kêu. Do bàng quang bé, bệnh nhân sẽ liên tục có các phản xạ đi tiểu. Tiến triển của bệnh khi đã có tổn thương ở bàng quang thì sẽ gây ra tình trạng hẹp và sau đó là tình trạng hở lỗ đổ vào của niệu quản tại vị trí của bàng quang, gây ra bệnh cảnh trào ngược vào tổn thương bên thận còn lành. Và trong trường hợp này người ta gọi đây là dấu hiệu cái chết của thận lành, tức là tổn thương lao sau khi xuống bàng quang sẽ gây trào ngược, gây tổn thương bệnh thận bên còn lành. Đây là hình ảnh UV của một lao hệ tiết niệu. Chúng ta thấy thận bên trái có dấu hiệu chít hẹp của cổ các nhóm đài, có hình ảnh giãn cũng như chít hẹp không đều của bể thận và niệu quản cũng có từng đoạn giãn và đoạn chít hẹp không đều. Đây là tổn thương viêm gây sơ hóa, chít hẹp từng đoạn của đường bài xuất, kèm theo là hình ảnh giãn không đều ở từng vị trí của đường bài xuất. Đây là một hình ảnh khác trên UV của lao hệ tiết niệu. Chúng ta thấy có hình ảnh chít hẹp tại vị trí cổ của bể thận, đồng thời có hẹp một số cổ của các nhóm đài, một số đài cổ không hẹp gây giãn toàn bộ nhóm đài. Và chúng ta lưu ý ở đây chúng ta có hình ảnh một hình cộng nằm đáy của đài, bờ hơi không đều. Đó là hình ảnh một hang lao. Đây cũng là hình ảnh tương tự một bệnh cảnh của lao hệ tiết niệu trên UV. Chúng ta thấy hình ảnh hẹp của cổ nhóm đài dưới cũng như hẹp đoạn cao của niệu quản gây ra giãn không đều của bể thận cũng như các nhóm đài. Đây là hình ảnh của lao bàng quang. Chúng ta thấy bàng quang trong trường hợp này đã căng tròn nhưng thể tích của bàng quang rất nhỏ. Nếu ở trạng thái bình thường, bàng quang khi căng tròn sẽ chiếm phần lớn của tiểu khung. Trong trường hợp này bàng quang căng nhưng rất nhỏ do quá trình sơ hóa của bàng quang làm giảm dung tích của bàng quang. Chính vì vậy bệnh nhân sẽ thường xuyên có các phản xạ đi tiểu. Trên đây là các dấu hiệu của lao hệ tiết niệu. Xin nhắc lại, UV là một phương pháp chẩn đoán hình ảnh rất có giá trị trong chẩn đoán bệnh cảnh của lao hệ tiết niệu. Bây giờ chúng ta sang các dấu hiệu của lao hệ tiết niệu trên siêu âm. Chúng ta có thể thấy các hình ảnh sau. Thứ nhất đó là hình ảnh ổ áp xe nằm trong nhu mô. Đó là tổn thương khối, đồng hay giảm âm, thường không chống âm. Và tổn thương này không đặc hiệu cho một áp xe lao hay một áp xe của vi khuẩn thông thường. Ở giai đoạn sau chúng ta có thể thấy hình ảnh các nốt vôi hóa hoặc đám vôi hóa trong nhu mô thận, cũng như hình ảnh giãn không đều của các nhóm đài thận và bể thận. Tuy nhiên xin nhắc lại, siêu âm là một phương pháp ít có giá trị trong chẩn đoán lao hệ tiết niệu và thường không đặc hiệu. Về chụp cắt lớp vi tính, chúng ta có thể thấy các tổn thương của lao hệ tiết niệu như sau.
Thứ nhất đó là hình ảnh ổ áp xe trong nhu mô thận, tương tự như các ổ áp xe của các viêm thận, bể thận khác. Ở giai đoạn muộn, chúng ta có thể thấy các ngấn lõm của nhu mô do quá trình viêm teo của nhu mô thận tại vị trí tương ứng, có thể thấy các vôi hóa trong nhu mô thận, đồng thời thấy hình ảnh giãn không đều của đài hệ thống đài bể thận, có thể giãn một hay nhiều nhóm đài hoặc toàn bộ các nhóm đài, hoặc hình ảnh hẹp của bể thận niệu quản gây ứ nước tất cả các nhóm đài. Đây là hình ảnh minh họa trên phim chụp cắt lớp vi tính của lao hệ tiết niệu giai đoạn muộn. Chúng ta thấy nhu mô thận đã có phần teo nhỏ lại tạo ra các ngấn lõm, đồng thời có một số nốt vôi hóa nằm trong nhu mô. Đây là hình ảnh khác của lao thận. Chúng ta thấy hình ảnh thận hơi nhỏ, nhu mô hơi mỏng. Và ngay thì trước tiêm chúng ta đã thấy hình ảnh toàn bộ nhu mô thận tăng âm rất mạnh, tỷ trọng cao, chứng tỏ đã có quá trình vôi hóa của toàn bộ nhu mô thận. Và sau tiêm thuốc cản quang thì hình ảnh của nhu mô thận ít thay đổi, chứng tỏ thận đã mất chức năng. Bài giảng nhiễm khuẩn hệ tiết niệu của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Rồi, trả lại các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần, xem xong cái phần đầu tiên tiết niệu. Các bạn nghe được không nhỉ? Rất có thể ạ. Rồi, ok. Thế thì ở phần vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn hai cái. Một là nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cao cấp tính. Và cái nhóm thứ hai là nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cao mãn tính. Cái đầu tiên là nói về nhiễm khuẩn hệ tiết niệu. Thì người ta chia ra làm nhiễm khuẩn tiết niệu cao, tức là tính từ niệu quản đi ngược lên. Và cái thứ hai là nhiễm khuẩn hệ tiết niệu thấp. Người ta ít dùng cái từ đấy, mà thường người ta dùng cái từ là viêm bàng quang. Đúng không? Thế thì ở nhiễm khuẩn tiết niệu cao thì cấp tính thì chúng ta gặp, đây là một cái bệnh cảnh cũng khá hay gặp trên thực tế lâm sàng. Các bạn có thể cho tôi biết là trên thực tế lâm sàng thì nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cao cấp tính loại nào là mình hay gặp nhất trên thực tế không? Có bạn nào trả lời được không? Thầy, có phải là viêm thận bể thận đúng không? Đúng rồi, viêm thận bể thận cấp. Đấy là cái bệnh cảnh hay gặp nhất ở trên lâm sàng của chúng ta. Một bạn này họ nói là sỏi, tôi đang nói nhiễm khuẩn. Thế thì cái thứ hai tôi muốn hỏi các bạn là nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cao cấp tính là viêm thận bể thận đấy, thì trên thực tế người ta chẩn đoán như thế nào? Tôi nói là chẩn đoán nói chung chứ không phải là chẩn đoán hình ảnh như thế nào nhé. Có bạn nào trả lời không ạ? Em thưa thầy là trên lâm sàng thì có cơn đau quặn thận và có sốt, gọi là nhiễm trùng rõ. Đúng không thầy? Cơn đau quặn thận và sốt thì nó lại không phải là điển hình của viêm thận bể thận cấp. Viêm thận bể thận cấp lâm sàng điển hình của nó đấy là cái gì? Đấy là một là có hội chứng nhiễm trùng. Hội chứng nhiễm trùng nó sẽ biểu hiện bằng sốt, bằng mà công thức máu là bạch cầu đa nhân trung tính tăng, là CRP tăng, CRP tăng, máu lắng tăng, procalcitonin tăng. Đấy là biểu hiện của một cái hội chứng nhiễm trùng. Cái thứ hai là nó có dấu hiệu của nhiễm khuẩn hệ tiết niệu nói chung. Đấy là bệnh nhân có đái buốt, đái rắt hoặc đái mủ. Và cái tiếp theo là có dấu hiệu gợi ý đến cái vị trí của cái thận, cái viêm thận bể thận là vị trí của thận. Đấy là đau vùng thắt lưng một bên. Thế thường thì nó không biểu hiện dữ dội như là cơn đau quặn thận cấp, triệu chứng nó âm ỉ hơn rất nhiều. Thế khi nghi ngờ như thế thì việc trên lâm sàng người ta đã định hướng đây là một bệnh nhân có nhiễm khuẩn tiết niệu cao. Cái này có thể là viêm thận bể thận, có thể là áp xe thận, có thể là viêm bể thận không thôi, cũng có thể là một cái ứ mủ của thận, đều có dấu hiệu như vậy. Đúng không?
Và tất nhiên nó còn hơi trùng một tí, đấy là một số trường hợp có sỏi niệu quản, triệu chứng cũng hơi giống. Thế thì tiếp theo để chẩn đoán, trong cái chu trình chẩn đoán thì người ta sẽ chỉ, người ta sẽ làm gì tiếp theo đối với bệnh nhân để chẩn đoán? Các bạn nào trả lời được không? Nếu các bạn không ấy tôi hỏi nhé, tôi gọi ngẫu nhiên thôi. Bạn Nguyễn Khánh Hoàng trả lời thế nào? Khi bệnh nhân có lâm sàng rõ nghi ngờ nhiễm khuẩn hệ tiết niệu cao như vừa mới kể thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo để chẩn đoán cho bệnh nhân? Bạn trả lời thế thì Nga không trả lời. Chúng tôi hỏi một sinh viên là bệnh nhân bị sao thế, bệnh nhân bị ốm đấy ạ. Hết lâm sàng rồi thì đến cận lâm sàng, đúng. Nhưng nó câu hỏi đấy nó không không trả lời, nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi vừa mới nói với bạn rồi là bệnh nhân có các triệu chứng mà tôi đã kể luôn cả cái máu với các thứ rồi. À, nó thể hiện là bệnh nhân đang nhiễm khuẩn tiết niệu cao. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta phải phải làm cái tiếp theo đấy là gì? Đấy là chúng ta xem trong số nhiễm khuẩn tiết niệu cao này thì bệnh nhân rơi vào thể bệnh gì? Có nghĩa là có thể là viêm thận bể thận, có thể là áp xe thận, có thể là viêm thận bể thận hoại thư sinh hơi, có thể là ứ mủ của thận. Thế thì để chẩn đoán được cái đấy thì người ta không cần làm xét nghiệm, để xét nghiệm nó sẽ giống hệt nhau giữa mấy cái bệnh lý đấy, mà lúc đấy người ta chỉ cần sử dụng một cái siêu âm để người ta loại trừ hoặc để chẩn đoán xác định. Siêu âm sẽ giúp chúng ta nhìn được ổ áp xe, nhìn được hình ảnh của viêm thận bể thận. Một số trường hợp thì siêu âm có thể âm tính của cái viêm thận bể thận, nhưng chúng ta dùng phương pháp loại trừ cũng được. Còn siêu âm chắc chắn sẽ trả lời được chúng ta có áp xe, không có áp xe, có hoại thư sinh hơi hay không, có ứ mủ của quả thận hay không. Và nếu chúng ta loại trừ các bệnh lý đấy thì chỉ còn lại một cái, kể cả có siêu âm bình thường chúng ta vẫn chẩn đoán đấy là một cái viêm thận bể thận cấp. Đấy là cái tôi cần muốn nói với các bạn. Và trên thực tế lâm sàng thì thường người ta chỉ dừng lại ở siêu âm đối với viêm thận, đối với nhiễm khuẩn tiết niệu cao cấp tính, người ta chỉ cần dừng ở siêu âm. Chỉ những trường hợp bệnh nhân khó đánh giá trên siêu âm hoặc là lâm sàng nó không tương thích, nó không điển hình thì có thể người ta sử dụng đến căn lớp vi tính. Còn UIV thì sẽ không được chỉ định trong những trường hợp nhiễm khuẩn tiết niệu cao cấp tính. Đấy là cái phần đầu tiên các bạn phải nắm được. Cái thứ hai là đối với nhiễm khuẩn tiết niệu cao mạn tính thì ở đây thì chúng ta thấy là có hai bệnh lý chính nổi lên, đấy là viêm thận bể thận mãn và lao hệ tiết niệu. Thế thì về mặt hình ảnh thì hai cái bệnh lý này trên siêu âm, trên cắt lớp vi tính khá giống nhau, đều là hình ảnh tổn thương mạn tính của nhu mô và gây giãn không đều đường bài xuất. Nó chỉ khác nhau ở một điểm, đấy là lao của hệ tiết niệu thì nó có hình ảnh giãn không đều của đường bài xuất từ trên xuống dưới. Đấy, còn ở viêm thận bể thận mãn thì nó có hình ảnh là giãn chỉ ở các đài thận, còn bể thận và niệu quản không giãn. Thế và dấu hiệu này muốn nhìn được thì chúng ta phải sử dụng đến phim UIV. Thế và đối với lao hệ tiết niệu thì có thể nói là UIV là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán xác định lao hệ tiết niệu trên hình ảnh. Đấy là cái mà các bạn cần phải nhớ. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ về bài đầu tiên? Nếu các bạn không hỏi, tôi hỏi một câu cuối. Chúng ta vừa mới nói về nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, với rất nhiều tên bệnh ở trong đấy. Tuy nhiên có trên lâm sàng nó còn hai cái bệnh lý cũng có từ viêm đối với quả thận. Đấy là viêm cầu thận cấp và viêm cầu thận mạn. Thì nó nằm ở đâu và tại sao tôi không đưa vào trong bài này? Các bạn nào trả lời được không?
Nếu không chúng ta lại hỏi tiếp. Bệnh Thầy nào? là Mời bạn, bạn nào định phát biểu đây? thầy là em nghĩ là cái viêm viêm cầu thận cấp và viêm cầu thận mạn không đưa vào trong bài học hôm nay, bởi vì là mình học về nhiễm khuẩn đường tiết niệu, thì em nghĩ là đường tiết niệu sẽ tính từ các cái tính từ các cái đài nhóm đài bể thận, niệu quản và bàng quang, thì nên là cầu thận không phải nằm trong đó nên mình không đưa vào bài này ạ. Không phải, đấy thì không phải, tôi hỏi là nhiễm khuẩn hệ tiết niệu. Hệ tiết niệu của chúng ta gồm quả thận và đường mài xuất, đúng không ạ? Không phải lý do đấy. Nào bạn Ngô Thị Minh Chi, bạn Chi trả lời nào. Thử xem nào. Bạn Minh Chi có ở đấy không? Bạn dùng máy bàn không có mic. Bạn Diệu Linh. Bạn Diệu Linh trả lời thế nào? Diệu Linh có ở đấy không? Hay lại Thưa thầy, có phải là mình không sử dụng phương pháp tán hình để chẩn đoán được hai cái đấy không? cũng không phải. Gọi bạn Diệu Linh không thấy nhỉ? Bạn Nguyễn Tiến Đạt thử trả lời nào. Thưa thầy, có phải do bệnh cầu thận thì nó thường liên quan đến bệnh toàn thân không ạ? Gần đúng. Thưa thầy Cụ là thể hay là hơn. do bệnh cầu thận là do bệnh tự miễn đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. À, bệnh lý của cầu thận, viêm cầu thận cấp và viêm cầu thận mãn là bệnh lý tự miễn, nó là viêm chứ không phải là nhiễm khuẩn, thế nên là người ta sẽ không liệt kê vào trong cái bài này. Ừ. Đấy là hai cái khác nhau hoàn toàn. Rồi nếu các bạn không còn phần gì hỏi nữa thì tôi sẽ sang cái bài tiếp theo. Các bạn, tôi sẽ được trình bày bài bắt đầu vào bài tiếp theo nhé. Các bệnh lý hay gặp của bàng quang. Trước tiên tôi xin trình bày một số bất thường bẩm sinh của bàng quang, gồm có hình ảnh bàng quang đôi, hình ảnh vách ngăn bàng quang, có thể có vách ngăn hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, và có thể có một lỗ niệu quản. Bất thường tiếp theo có thể gặp đó là nang niệu rốn, là tổn thương dạng nang nằm ở giữa bàng quang và rốn. Bất thường tiếp theo có thể gặp đó là bàng quang to bẩm sinh. Bất thường thoát vị bàng quang có thể thoát vị qua ống bẹn. Và bất thường cuối cùng đó là xa bàng quang, cổ bàng quang sẽ có dấu hiệu xa thấp khi gắng sức. Đây là hình ảnh minh họa một túi thừa bàng quang trên phim chụp bàng quang ngược dòng. Chúng ta thấy đó là hình cộng bờ nhẵn đều nằm ngoài bàng quang. Khi gặp túi thừa bàng quang, chúng ta cần mô tả kích thước của túi thừa cũng như kích thước của cổ túi thừa và đặc điểm của túi thừa có ứ đọng sỏi ở bên trong hay không. Đây là hình ảnh túi thừa bàng quang trên siêu âm. Chúng ta nhìn thấy đó là hình túi dịch chống âm tương tự dịch nước tiểu và có đường thông rõ với bàng quang. Trong trường hợp này, cổ của túi thừa là hẹp và dịch nước tiểu trong, không có sỏi bên trong túi thừa. Đây là phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị của một bệnh nhân có hình ảnh bàng quang to. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang to đó là hình ảnh một khối mờ lớn nằm ở phần thấp của bụng và vượt qua tiểu khung nằm ở một phần ở tầng giữa ổ bụng.
Cũng bệnh nhân này sau khi tiến hành chụp bàng quang ngược dòng thì chúng ta thấy tổn thương khối mờ đó chính là hình ảnh của bàng quang. Chúng ta đến phần tiếp theo trong bệnh lý của bàng quang, đó là hội chứng ứ đọng nước tiểu. Nguồn gốc là do rối loạn chức năng bài xuất của nước tiểu ra khỏi bàng quang. Nguyên nhân có thể gặp hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là các tổn thương ở van niệu đạo, xơ hóa cổ bàng quang hay u bàng quang tiền liệt tuyến, tức là những tổn thương thực thể gây cản trở đường ra của niệu đạo. Và trong trường hợp này người ta gọi bàng quang này là bàng quang tăng thúc tính. Trường hợp thứ hai là có tổn thương rối loạn chức năng của cơ thắt cổ bàng quang do sau chấn thương, do u tủy, do tổn thương của thần kinh ngoại biên. Trong trường hợp này người ta sẽ gọi hội chứng ứ đọng nước tiểu gây nên hình ảnh bàng quang thần kinh. Về mặt hình ảnh của hội chứng ứ đọng nước tiểu, chúng ta đều thấy hình ảnh đó là tồn dư nước tiểu sau khi đi tiểu. Thứ hai là kích thước bàng quang thường là to và hình thái thì biến dạng, có hình ảnh phì đại các cột cơ thành bàng quang, niêm mạc của bàng quang phì đại giữa các cột cơ tạo thành các hình giả túi thừa, và có thể có sỏi do ứ đọng nằm trong các hình giả túi thừa hoặc trong bàng quang. Và hậu quả nếu tình trạng này kéo dài sẽ có hiện tượng trào ngược bàng quang niệu quản. Đây là hình ảnh minh họa hội chứng ứ đọng nước tiểu. Chúng ta nhận thấy bàng quang có hình ảnh thành dày không đều, tạo thành các trụ cơ, giữa các trụ cơ là các hốc. Một số hốc sẽ tạo thành hình giả túi thừa. Đây là hình ảnh của hội chứng ứ đọng nước tiểu trên UIV ở thì bài xuất. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang to, bờ không đều, có các hình giả túi thừa. Đó chính là các hình hốc nằm giữa các trụ cơ tạo thành các hình cộng giả ở thành của bàng quang. Thành của bàng quang sẽ nham nhở không đều. Và trong trường hợp này chúng ta thấy có kết hợp theo hình ảnh của ứ nước, đài bể thận và niệu quản bên trái. Tiếp theo tôi xin được trình bày bệnh lý trào ngược bàng quang niệu quản. Phần này mời các bạn tham khảo thêm trong bài dị tật hệ tiết niệu. Trong bài này tôi xin giới thiệu thêm một số nội dung có liên quan. Thứ nhất, tôi xin khẳng định lại chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản chủ yếu dựa vào chụp bàng quang ngược dòng có bơm thuốc cản quang vào bàng quang. Vì hình ảnh trên siêu âm là không đặc hiệu, chúng ta có thể thấy các dấu hiệu trực tiếp của dòng trào ngược, tuy nhiên hiếm, đó là sử dụng Doppler để tìm kiếm dòng trào ngược niệu quản. Dấu hiệu gián tiếp chúng ta có thể gặp đó là dấu hiệu thận niệu quản cùng bên giãn và độ dày của nhu mô thận sẽ giảm, có thể kèm theo dấu hiệu dày thành của bể thận niệu quản do tình trạng viêm thận bể thận ngược dòng, và bàng quang có thể có dấu hiệu của tăng thúc tính. Đây là hình ảnh minh họa sử dụng Doppler để đánh giá dòng trào ngược của niệu quản trong hội chứng trào ngược bàng quang niệu quản. Chúng ta thấy trong trường hợp thứ nhất, dòng nước tiểu đi theo hướng bình thường từ trên xuống dưới có màu xanh. Trong trường hợp thứ hai, khi bệnh nhân dặn gắng sức thì có hiện tượng dòng nước tiểu trào ngược từ bàng quang đi qua niệu quản lên phía trên và có màu đỏ. Còn đây là phim chụp bàng quang ngược dòng. Chúng ta thấy khi bơm thuốc vào đầy bàng quang, bình thường thuốc sẽ không trào ngược vào niệu quản, hoặc có thể có những dòng trào ngược rất ngắn khi bệnh nhân đi tiểu. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy có dấu hiệu trào ngược bàng quang niệu quản hai bên, bên phải trào ngược độ 1 và bên trái trào ngược độ 3-4. Thuốc đã trào ngược lên đến tận bể thận và bể thận giãn to hình cầu, niệu quản cũng giãn to gấp khúc ngoằn ngoèo. Tiếp theo tôi xin được trình bày phần bệnh lý sỏi bàng quang. Phần này cũng mời các bạn tham khảo thêm ở phần sỏi hệ tiết niệu. Tôi chỉ xin nêu thêm một số chú ý khác, đó là sỏi bàng quang có thể nguyên phát do ứ đọng
nước tiểu lâu ngày hoặc viêm nhiễm ở bàng quang, hoặc có thể thứ phát sau những sỏi của đường tiết niệu cao rơi xuống. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể được sử dụng đó là trên X quang, UV, siêu âm và cắt lớp vi tính như đã trình bày ở bài sỏi hệ tiết niệu. Trên UV chúng ta cần chú ý phân biệt một số trường hợp u bàng quang có thể kèm theo có vôi hóa ở bờ, thì trong trường hợp này u bàng quang thường có bờ không đều và tính chất quan trọng nhất đó là u bàng quang không có tính chất di động như sỏi bàng quang. Cục máu trong bàng quang thì chúng ta có thể đánh giá bằng siêu âm, thì cấu trúc thường ít âm hơn và biến dạng khi di chuyển hoặc khi đè ép hoặc sau khi đi tiểu và không bao giờ có bóng cản kèm theo. Đây là hình ảnh của sỏi bàng quang trên siêu âm. Chúng ta thấy đó là hình tăng âm rất mạnh kèm bóng cản rõ nằm trong bàng quang. Đây là hình ảnh khác, một sỏi bàng quang rất lớn nằm chiếm gần như toàn bộ bàng quang. Đây là trường hợp sỏi bàng quang khi thay đổi tư thế. Chúng ta thấy sỏi có thể lăn từ bên phải sang bên trái. Đặc điểm này rất quan trọng để chẩn đoán phân biệt sỏi với những u bàng quang có vôi hóa. Và đây là hình ảnh sỏi ít cản quang trong bàng quang trên phim chụp bàng quang ngược dòng. Chúng ta thấy bàng quang đã đầy thuốc và xuất hiện hai hình khuyết sáng, bờ tương đối nhẵn đều nằm trong lòng bàng quang và có nước tiểu bao bọc xung quanh. Đây chính là hình ảnh hai sỏi ít cản quang trong bàng quang. Tiếp theo, tôi xin được trình bày phần chấn thương bàng quang. Bàng quang có thể bị tổn thương trong chấn thương vùng hạ vị, vùng tiểu khung, thường kết hợp với bệnh cảnh của vỡ xương chậu. Trong một số trường hợp chấn thương bàng quang kèm vết thương hở, chúng ta có thể thấy hình ảnh khí tập trung vào vùng cao nằm ở trong bàng quang. Các tổn thương bàng quang có thể gặp trong chấn thương bụng kín, đó là tổn thương đụng dập làm dày khư trú thành bàng quang, có thể vỡ bàng quang làm mất tính liên tục của thành bàng quang. Có thể có hình ảnh máu tụ ở khoang dưới phúc mạc và quanh bàng quang trong trường hợp vỡ bàng quang ngoài phúc mạc, hoặc trường hợp tràn máu, tràn nước tiểu trong ổ bụng đối với trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc. Đây là hình ảnh một chấn thương bàng quang trên phim chụp UV. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang căng đầy thuốc. Nhưng đồng thời, ngoài bàng quang chúng ta cũng thấy có hình ảnh thuốc cản quang thoát ra nằm ở khoang dưới phúc mạc. Đây là trường hợp chấn thương bàng quang dưới phúc mạc. Đồng thời chúng ta có thể quan sát thấy hình ảnh chấn thương của khung chậu với hình ảnh vỡ của ngành chậu mu hai bên. Đây là hình ảnh chấn thương bàng quang trên cắt lớp vi tính. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang xung quanh có rất nhiều dịch. Sau khi bơm thuốc vào trong bàng quang qua sông niệu đạo, chúng ta thấy có hình ảnh thoát thuốc ra khỏi khoang dưới phúc mạc. Và các bạn lưu ý hình ảnh thuốc cản quang ở khoang dưới phúc mạc khi thoát ra sẽ tạo thành hình chữ U ngược nằm ôm quanh bàng quang, và người ta gọi đây là dấu hiệu hình chân răng. Tiếp theo, tôi xin được trình bày phần viêm bàng quang về nguyên nhân có thể do nhiễm khuẩn hoặc không, và thường là thứ phát sau những ứ đọng nước tiểu. Nguyên nhân về các ứ đọng nước tiểu có thể gặp đó là hẹp niệu đạo, u bàng quang, sỏi bàng quang, máu cục, lao bàng quang, bệnh nhân có thai, viêm bàng quang thần kinh hoặc là bàng quang sau xạ trị. Các nguyên nhân khác có thể gặp đó là sau dẫn lưu bàng quang, do sinh dục tiết niệu, tình trạng vệ sinh của bệnh nhân kém, bệnh cảnh của suy giảm miễn dịch do đái đường, do sau phẫu thuật. Về dấu hiệu hình ảnh thì viêm bàng quang ở giai đoạn sớm thường thấy bàng quang bình thường, ở giai đoạn muộn có thể thấy hình ảnh dày thành bàng quang, bề mặt của bàng quang giai đoạn đầu đều, giai đoạn sau có thể không đều. Khi viêm nặng có thể tạo ra các hình hốc, hình cột trụ, tạo thành các hình giả túi thừa.
Nước tiểu trong bàng quang có thể không trong và có nhiều lắng cặn. Đây là hình ảnh siêu âm của một viêm bàng quang. Thành bàng quang chúng ta nhận thấy dày lên tương đối đều toàn bộ bàng quang. Các bạn cần lưu ý, dày thành bàng quang được chẩn đoán khi trên siêu âm chúng ta phải đo khi bàng quang căng nước tiểu và khoảng dày của bàng quang là phải trên 6 mm. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta thấy hình ảnh dày thành bàng quang không đều, có hình các hình trụ và hình giả hốc tương tự một bàng quang tăng thúc tính và nước tiểu bên trong không trong, có các cấu trúc vẩn âm. Đây cũng là bệnh cảnh của viêm bàng quang trên siêu âm. Trường hợp tiếp theo cũng tương tự với rất nhiều hình trụ và giả hốc. Tiếp theo tôi xin được trình bày phần bệnh lý u bàng quang. Thì u bàng quang được phân chia dựa vào nguồn gốc tế bào tạo thành tổn thương u, gồm có carcinom tế bào vẩy, thường hiếm gặp dưới 5% và hay gặp trong bệnh cảnh của viêm bàng quang mãn tính. Thứ hai là carcinom urothelial, tức là ung thư biểu mô tế bào đường niệu, gồm các thể, thể nhú, thể thâm nhiễm, thể tổn thương đa vị trí, thể trong túi thừa. Đây là loại u bàng quang hay gặp nhất. Thể nhú thì tiến triển thường chậm, tiên lượng tốt. Thể thâm nhiễm thì hay gặp ở vùng đáy bàng quang và tiên lượng xấu. Và chúng ta hay gặp tổn thương ở nhiều vị trí trong bàng quang hoặc là trong bàng quang kèm theo ở niệu quản và đài bể thận. Thể trong túi thừa chiếm khoảng 4%. Các ung thư biểu mô đường niệu thì thường di căn sớm, nhiều ổ, có thể có di căn hạch, vị trí tiểu khung, hạch cạnh động mạch chủ và có thể di căn xa như gan, phổi và xương. Ngoài ra còn có thể gặp các u bàng quang hiếm hơn, đó là u cơ trơn, thường có thể có vôi hóa hay hoại tử, sắc côm cơ vân, thường gặp ở trẻ em, tổn thương là dạng khối tròn đơn độc. U tế bào đa hình chiếm khoảng 0,5% các u bàng quang. Lymphom bàng quang là một tổn thương hiếm gặp, thường gây dày thành khư trú bàng quang. Một số tổn thương hiếm khác như u máu hoặc u mỡ bàng quang. Một tổn thương dạng giả u khác có thể nằm ở trong bàng quang, đó là lạc nội mạc tử cung trong thành bàng quang, tạo thành tổn thương dạng nang dịch, có thể có cấu trúc dạng đặc hoặc là sơ hóa, có thể cạnh bàng quang, có thể xâm lấn lồi vào trong lòng bàng quang. Và bệnh cảnh thường sẽ bệnh nhân sẽ có đau theo chu kỳ kinh nguyệt, có thể có đái máu theo chu kỳ kinh nguyệt. Về hình ảnh của u bàng quang trên các phim chụp niệu đồ tĩnh mạch và chụp bàng quang, đối với thể u nhú, khi bàng quang đầy thuốc chúng ta sẽ thấy hình ảnh hình khuyết ở bờ của bàng quang và thường là hình khuyết bờ không đều. Thể tâm nhiễm biểu hiện bởi hình cứng không thay đổi trên các phim chụp. Phim UV còn có giá trị đánh giá xem tổn thương có xâm lấn vào lỗ niệu quản hay không. Đánh giá bằng cách xác định có dấu hiệu ứ nước thận kèm theo hay không. Và UV còn có khả năng đánh giá được chức năng của thận. Đây là hình ảnh minh họa cho một số hình khuyết của u bàng quang và các hình khuyết khác. Trong trường hợp thứ nhất, đó là hình ảnh hình khuyết do u ở vị trí vòm bàng quang, nhưng trong trường hợp này u chưa xâm lấn vào lỗ niệu quản. Trong trường hợp thứ hai là u lớn của bàng quang đã xâm lấn vào lỗ của niệu quản và chúng ta thấy có kèm theo hình ảnh của ứ nước đài bể thận. Các trường hợp thứ ba và thứ tư là các tổn thương ở ngoài bàng quang, đá và lòng bàng quang. Trong trường hợp thứ tư có thể là một tổn thương phì đại lành tính của tiền liệt tuyến đẩy lồi vào trong lòng bàng quang gây ra bàng quang tăng thúc tính. Đây là hình ảnh cụ thể của u bàng quang trên phim chụp bàng quang ngược dòng. Khi bàng quang đầy thuốc, chúng ta nhìn thấy có hình khuyết sáng nằm trong lòng bàng quang, bờ nham nhở không đều.
Siêu âm thì có vai trò vừa là phát hiện vừa là theo dõi tiến triển của tổn thương u bàng quang. Về mặt hình ảnh, u bàng quang là một nụ tổ chức sùi vào trong lòng bàng quang, không di động, không có móng cản. Một số u bàng quang có vôi hóa trong khối và thường là vôi hóa ở bờ tự do. Tổn thương u bàng quang thể thâm nhiễm thường khó phát hiện trên siêu âm, biểu hiện bằng hình ảnh dày khư trú của một thành bàng quang. Siêu âm còn có vai trò đánh giá xâm lấn của u ở thành bàng quang và tổn thương hạch di căn. Trên siêu âm cần chẩn đoán phân biệt u bàng quang với các cục máu đông và sỏi bàng quang thì chủ yếu dựa vào tính chất không di động và không kèm bóng cản của tổn thương u. Và đôi khi thì khó phân biệt u bàng quang thực sự với các u vùng tiểu khung, nhất là u của tiền liệt tuyến mà xâm lấn vào bàng quang. Đây là hình ảnh siêu âm của u bàng quang. Chúng ta nhận thấy hình ảnh u là cấu trúc, tổ chức, đặng, có diện bám vào thành bàng quang tương đối dài, bờ tự do nham nhở không đều, và trên siêu âm Doppler màu thì tổn thương có tăng tưới máu phía trung tâm. Đây cũng là hình ảnh tương tự trên siêu âm của một u bàng quang có bờ tự do nham nhở không đều và rất giàu mạch ở phía trung tâm của u. Chụp cắt lớp vi tính thì tổn thương u bàng quang là hình ảnh khối sùi, có thể có vôi hóa và thường là bắt thuốc mạnh sau tiêm. U có thể ở dạng thể thâm nhiễm, là hình ảnh các mảng cứng, đoạn cứng ở thành bàng quang và có bắt thuốc bất thường. U ở các vị trí thành bên và thành sau, trên, tam giác bàng quang thường rõ hơn là các u ở vùng vòm và vùng đáy bàng quang. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính có giá trị cao trong đánh giá tình trạng thâm nhiễm của u vào lớp mỡ quanh bàng quang, tiếp giáp với tổn thương u. Chụp cắt lớp vi tính rất có giá trị để đánh giá xâm lấn tại chỗ của u qua thành bàng quang, vào niệu quản, vào túi tinh, vào tiền liệt tuyến, vào ống tiêu hóa, vào các tạng sinh dục của nữ, vào thành của chậu hông, và có vai trò rất lớn trong đánh giá hạch ở vùng tiểu khung. Chụp cộng hưởng từ trong đánh giá u bàng quang thì các dấu hiệu và các giá trị cũng tương tự như chụp cắt lớp vi tính, tuy nhiên ít được sử dụng do giá thành cao và khả năng tiếp cận của cộng hưởng từ vẫn chưa cao ở các tuyến y tế. Đây là hình ảnh u bàng quang trên cắt lớp vi tính. Chúng ta thấy tổn thương là cấu trúc tổ chức đặc, đậm độ tổ chức, có bờ tự do, không đều. Trong trường hợp này có diện bám rộng ở thành bàng quang. Trên cắt lớp vi tính chúng ta cũng đánh giá được tổn thương xâm lấn qua thành bàng quang vào lớp mỡ quanh bàng quang. Trong trường hợp này chúng ta cũng nhận thấy tổn thương bàng quang có thể ở dạng nhiều khối. Dựa trên cắt lớp vi tính chúng ta có thể phân giai đoạn của ung thư bàng quang theo phân loại TNM. T là tổn thương khối u tại chỗ. TIS là tổn thương ung thư vẫn ở giai đoạn tại chỗ. TA là tổn thương ung thư khu trú ở lớp niêm mạc. T1 là giai đoạn u thâm nhiễm vào dưới màng đáy của niêm mạc. T2 là tổn thương u thâm nhiễm vào lớp cơ nông. T3A là tổn thương u thâm nhiễm vào lớp cơ sâu. T3B là tổn thương thâm nhiễm vào lớp mỡ quanh bàng quang. T4 là tổn thương u thâm nhiễm vào các tạng lân cận. Và T4B là tổn thương đã lan rộng tới thành của tiểu khung. Trong đó cắt lớp vi tính có vai trò rất lớn để phân đoạn những trường hợp u ở dưới giai đoạn T3 và những trường hợp ở giai đoạn từ T3 trở lên, do cắt lớp vi tính có khả năng đánh giá chính xác mức độ thâm nhiễm của khối u vào lớp mỡ quanh bàng quang. Về đánh giá di căn hạch được phân loại N0 là không có di căn hạch, N1 là có thâm nhiễm một hạch chậu trong hay chậu ngoài cùng bên, N2 là thâm nhiễm hạch chậu trong, chậu ngoài đối diện, hai bên hoặc là có nhiều hạch, N3 là hạch chậu trong nhiều và dính thành khối, N4 là hạch của chậu gốc, hạch bẹn và hạch cạnh động mạch chủ bụng. Về M có nghĩa là di căn xa thì M0 là chưa có di căn và M1 là có di căn.
Bài giảng về các bệnh lý hay gặp của u bàng quang đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Rồi, chào các bạn. Như vậy là chúng ta vừa xong cái phần tiếp theo là các cái bệnh lý hay gặp của bàng quang. Đúng không? Thì trong đấy có một số cái bệnh lý mà chúng ta đã học rồi nên tôi không nói lại nữa. Ví dụ như là sỏi tiết niệu, rồi là sỏi của bàng quang và trào ngược bàng quang niệu quản. Nên chúng ta có thêm mấy cái phần bệnh lý. Bệnh thứ nhất là hội chứng ứ đọng nước tiểu. Đấy, làm gây ra dày thành bàng quang, làm méo mó cái thành bàng quang. Đấy, nguyên nhân có thể do thần kinh, người ta gọi là bàng quang thần kinh. Hoặc nguyên nhân do những cái cản trở cơ học như là phì đại tiền liệt tuyến, người ta gọi là bàng quang tăng thúc tính. Tiếp đó thì chúng ta có thêm cái nhóm bệnh lý liên quan đến chấn thương bàng quang, viêm bàng quang và u bàng quang. Thế thì ở cái đầu tiên mà tôi muốn hỏi các bạn đấy là ở trong chấn thương bàng quang thì theo các bạn phương pháp chẩn đoán hình ảnh nào là phương pháp chẩn đoán chắc chắn nhất, có chấn thương hay không có chấn thương? Có bạn nào trả lời được không? Bạn nào xung phong trả lời? Em thấy có phải cái lớp vi tính không? Các lớp vi tính. Rồi, có bạn nào có câu trả lời khác nữa không? Thì trong chấn thương bàng quang thì có hai phương pháp đều có thể chẩn đoán được chắc chắn. Một chính là chụp bàng quang có cản quang, có thể là chụp ngược dòng, có thể chụp là dưới UIV. Xin lỗi các bạn một hai phút đi. Xin lỗi các bạn, để tôi có cái điện thoại đột xuất của bệnh viện mấy phút. Giờ chúng ta quay lại. Thì như đã nói là trong cái chấn thương thì một là chúng ta có thể chụp bằng X quang, miễn là trong cái bàng quang của chúng ta có thuốc cản quang. Đấy là chụp bằng bàng quang ngược dòng, chúng ta đặt sông tiểu, chúng ta bơm ngược thuốc cản quang lên. Hoặc chúng ta chụp UIV và chúng ta đợi khi bàng quang đầy nước tiểu. Thì khi đó nước tiểu nó thoát ra khỏi thành ngoài lòng bàng quang thì chứng tỏ là bàng quang đã vỡ. Rất dễ thôi, không có gì khó. Cái thứ hai là cắt lớp vi tính thì cũng có thể chẩn đoán được, với điều kiện chúng ta cũng làm giống như UIV. Đấy là một là chúng ta bơm thuốc ngược dòng lên, hoặc là hai là chúng ta tiêm vào trong mạch máu, sau đó đợi thuốc nó chảy xuống bàng quang rồi nó chảy ra ngoài. Thì khi đó chúng ta dùng cắt lớp vi tính, chúng ta cũng nhìn được hiện tượng là thuốc thoát ra khỏi bàng quang, lòng bàng quang, và đấy cũng là vỡ bàng quang. Thì đấy là hai cái phương pháp có thể chẩn đoán chắc chắn được vỡ bàng quang. Và tất nhiên vì UIV nó rẻ tiền hơn nên thường người ta sử dụng UIV để người ta đánh giá có hay không có vỡ bàng quang, vỡ ở dưới phúc mạc hay là ở trong ổ bụng. Thì tiếp đến là đối với cái u bàng quang thì chúng ta lưu ý, để chẩn đoán có hay không có u bàng quang thì chúng ta sử dụng phương pháp gì trên thực tế? Có bạn nào trả lời được? Xung phong trả lời. Thưa thầy, có phải là siêu âm đúng không ạ? Rồi, rất đúng, rất tốt. Đấy chính là siêu âm. Để chúng ta có một cái phương pháp rất đơn giản và rẻ tiền đánh giá các bệnh lý của bàng quang. Đấy là siêu âm. Siêu âm sẽ giúp cho các bạn nhìn thấy được nội dung bên trong lòng cái bàng quang một cách rất dễ dàng. Cũng như tổn thương có hay không có ở thành cái bàng quang. Như vậy thực ra về sỏi bàng quang, viêm bàng quang chúng ta đều có thể chẩn đoán được bằng siêu âm một cách rất dễ dàng, đúng không ạ? Và trong đó có cả u bàng quang nữa. Thế tuy nhiên ngoài siêu âm thì các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác có giá trị gì? Thì UIV cũng có thể giúp các bạn nhìn được u bàng quang nhưng nó phức tạp hơn nên người ta không chỉ định. Tiếp đó là cắt lớp vi tính, thì cắt lớp vi tính cũng nhìn thấy u bàng quang như siêu âm. Thế nhưng vai trò của các lớp vi tính, người ta không có mục đích là để tìm cái khối u hay nhìn khối u, mà mục đích khi chỉ định các lớp vi tính đấy là người ta muốn xem cái u bàng quang đã ăn ra ngoài cái thành bàng quang đến đâu,
hay còn gọi là đánh giá giai đoạn của bàng quang. Thế như vậy, quy trình chẩn đoán một cái u bàng quang trên chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta sẽ sử dụng siêu âm để nói là có hay không có u bàng quang. Sau đó thì trên thực tế người ta còn dùng phương pháp nội soi để người ta sinh thiết, để người ta xem này u lành hay u ác. Nội soi vào trong lòng bàng quang để người ta cắt ra, người ta lấy một mẫu. Và tiếp đến thì nếu là u ác thì người ta sẽ dùng cắt lớp vi tính để người ta đánh giá giai đoạn của ung thư, để người ta quyết định chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Đấy là bài thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn. Các bạn có câu hỏi nào không? Xin chào tất cả các bạn. Nếu không có thì chúng ta sẽ sang cái phần cuối cùng của ngày hôm nay. Đấy là chấn thương của hệ tiết niệu. Bài này thì cũng khá đơn giản thôi. Các bạn cùng xem. Tôi xin được trình bày bài chấn thương thận. Để phân tích được các hình ảnh của chấn thương thận trên chẩn đoán hình ảnh, chúng ta cần phải hiểu được các tổn thương cơ bản có thể gặp trong chấn thương thận, bao gồm thứ nhất là tổn thương đụng dập nhu mô, thứ hai là tổn thương máu tụ trong thận, tổn thương thứ ba là thiếu máu tiểu thùy hoặc thùy thận, tổn thương thứ tư là vết thương thận gây rách nhu mô, tổn thương thứ năm có thể gặp đó là rách vỡ của đường mạch xuất. Tổn thương tiếp theo có thể gặp đó là tổn thương mạch máu bao gồm đụng dập mạch máu và vết thương mạch máu. Trong đụng dập mạch máu có thể theo cơ chế trực tiếp hoặc theo cơ chế kéo giãn đột ngột do gia tốc. Về tổn thương vết thương mạch máu có thể gây đứt hoàn toàn hoặc không hoàn toàn mạch máu của thận. Và các bạn lưu ý, thận có thể chịu được tình trạng thiếu máu hoàn toàn trong vòng 80 phút, sau 80 phút thận không có khả năng phục hồi. Các tổn thương ngoài thận chúng ta có thể gặp là máu tụ cạnh thận hoặc máu tụ quanh thận. Ngoài ra chúng ta có thể gặp các tổn thương các cơ quan khác sau phúc mạc hoặc trong ổ bụng trong bệnh cảnh của đa chấn thương. Sau đây chúng ta lần lượt phân tích các hình ảnh có thể gặp trên các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác nhau. Trước tiên là các hình ảnh có thể thấy trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị. Ta có thể thấy các dấu hiệu sau. Đó là các tổn thương gãy xương của xương sườn hoặc xương cột sống. Và cột sống trong trường hợp của chấn thương thận sẽ cong về bên chấn thương do phản ứng đau của bệnh nhân. Bóng thận sẽ to ra, lách và cơ hoành bị đẩy lên cao. Dạ dày sẽ nhiều hơi do quá trình liệt ruột cơ năng và bị đẩy lệch sang bên phải. Trong trường hợp chấn thương thận bên trái, chúng ta có thể thấy bụng phía bên tổn thương bị mờ. Trong trường hợp có dịch trong ổ bụng, chúng ta sẽ mất đường sáng của đường mỡ cạnh đại tràng. Chúng ta có thể thấy tình trạng liệt ruột cơ năng, trong ruột có nhiều hơi, đồng thời có thể thấy hình ảnh giữa các quai ruột có dịch. Bóng bờ ngoài của cơ đáy chậu sẽ bị mờ do tổn thương dịch hoặc máu lan tỏa ở khoang sau phúc mạc. Và cuối cùng chúng ta có thể thấy nếu trường hợp kết hợp nhiều máu tụ trong ổ bụng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh phần thấp của ổ bụng mờ do máu đọng. Tuy nhiên chúng ta cần biết rằng trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, các dấu hiệu của chấn thương thận thường kín đáo và không đặc hiệu. Trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch UIV, ngoài các dấu hiệu mô tả trên của chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, chúng ta có thể thấy các dấu hiệu khác trong chấn thương thận. Thứ nhất là bóng thận to ra, sau khi tiêm thì dấu hiệu bóng thận to ra có thể rõ hơn. Chúng ta có thể thấy các dấu hiệu đặc hiệu hơn của chấn thương thận trên UIV, đó là trường hợp thứ nhất, thận mất hoàn toàn chức năng do các tổn thương ở mạch của cuống thận. Thứ hai, chúng ta có thể thấy các hình khuyết của phần nhu mô thận bị tổn thương ở thì nhu mô. Phần tổn thương nhu mô thận sẽ không bắt thuốc ở thì nhu mô. Chúng ta có thể thấy các khối mờ do máu tụ gây đè đẩy các đài bể thận hoặc làm tách các đài thận ra cách xa nhau. Và cuối cùng, đặc hiệu nhất, đó là chúng ta có thể thấy hình ảnh thoát thuốc ra khỏi đường bài xuất. Thuốc có thể thoát ra quanh thận, cạnh thận, khoang sau phúc mạc
hoặc trong một số trường hợp là trong ổ bụng. Đây là hình ảnh thoát thuốc của thận trên UV trong bệnh cảnh của chấn thương thận. Chúng ta thấy sau khi tiêm ở thì bài xuất nhóm đài trên và nhóm đài giữa bình thường. Tuy nhiên nhóm đài dưới có hình ảnh thoát thuốc ra khỏi đường bài xuất ra khoang sau phúc mạc. Đây chính là hình ảnh đặc hiệu của một tổn thương rách của nhu mô thận có thông với đường bài xuất. Về vai trò của siêu âm trong bệnh cảnh của chấn thương thận, chúng ta có thể phát hiện được các dấu hiệu trực tiếp và gián tiếp. Các dấu hiệu gián tiếp bao gồm: thứ nhất, đó là hình ảnh các ổ tụ dịch bất thường. Ổ tụ dịch có thể do máu tụ dưới bao thận với kích thước đa dạng gây đè đẩy nhu mô thận, có hình ảnh điển hình là hình thấu kính và thời kỳ đầu khi vẫn còn là máu cục thì rất đậm âm, sau đó dịch hóa dần sẽ có hình ảnh giảm âm dần dần rồi tiến tới rỗng âm. Các ổ tụ dịch bất thường còn có thể là các khối máu tụ ở khoang sau phúc mạc hoặc các túi nước tiểu cạnh đài bể thận do nguyên nhân là vỡ hoặc rách của đường bài xuất. Dấu hiệu gián tiếp chúng ta có thể thấy khác, đó là máu cục trong bàng quang hoặc tràn dịch trong khoang sau phúc mạc. Dịch thường có giảm máu cục kèm theo cũng có thể là dịch trong. Các dấu hiệu trực tiếp có thể thấy trên siêu âm của chấn thương thận, đó là chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của ổ đụng dập nhu mô thận, hình máu tụ trong nhu mô thận hoặc hình các đường vỡ. Hình ảnh ổ đụng dập của nhu mô thận trên siêu âm, đó là ổ tăng hoặc giảm âm không đều, có thể đơn đợt hoặc nhiều ổ nhưng đều có đặc điểm là giới hạn thường không rõ với nhu mô thận lành và tổn thương thường không có vỏ, không có bờ rõ ràng. Tiếp đến là hình ảnh máu tụ trong nhu mô thận thì giai đoạn sớm hình ảnh khối máu tụ thường là tăng âm, sau đó khối máu tụ tiêu dần và tiến tới giảm âm dần dần tùy giai đoạn. Hình ảnh trực tiếp cuối cùng có thể thấy trên siêu âm trong chấn thương thận, đó là hình ảnh đường vỡ. Đường vỡ sẽ tạo lên hình ảnh mất liên tục của đường bờ của thận và nhu mô thận, và đường vỡ thường là hình giảm âm. Khi có máu tụ đi kèm sẽ làm tách nhu mô thận ra hai phía, và khi đó thì hình đường vỡ sẽ có hình ảnh như hình một cái nêm. Đường vỡ có thể thẳng, có thể ngoằn ngoèo, có thể là hình chữ Y hoặc gây ra hình ảnh thận vỡ tạo thành nhiều mạch khác nhau nằm tách xa nhau. Và đường vỡ thường hay có hình ảnh tràn máu quanh thận. Đây là hình ảnh siêu âm minh họa hình ảnh tụ dịch quanh thận sau chấn thương. Đây là hình ảnh tụ dịch máu đã ở giai đoạn đang có quá trình tiêu máu, chính vì vậy dịch quanh thận sẽ giảm âm. Đây là hình ảnh mô tả tổn thương đụng dập nhu mô thận ở cực dưới của thận. Chúng ta thấy tổn thương đụng dập là một ổ tăng âm kèm theo những hốc giảm âm nhỏ bên trong do có dịch. Tổn thương có bờ không đều và ranh giới không rõ, không tạo ra hình ảnh khối. Và trên siêu âm Doppler màu thì chúng ta sẽ thấy vùng tổn thương đụng dập sẽ giảm hoặc mất tưới máu. Tiếp đến chúng ta sẽ phân tích hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương thận. Chụp cắt lớp vi tính là một phương pháp rất có giá trị trong tổn thương thận do chấn thương. Nó vừa có vai trò chẩn đoán xác định, vừa có giá trị rất cao trong phân độ chấn thương thận cũng như đánh giá chức năng của thận và các tổn thương cơ quan khác kèm theo. Về đánh giá tổn thương của thận, chụp cắt lớp vi tính có khả năng phát hiện được các tổn thương sau, đó là tổn thương máu tụ quanh thận hoặc cạnh thận, tổn thương đụng dập nhu mô, tổn thương máu tụ trong thận, tổn thương đường vỡ của đường bài xuất và của nhu mô, tổn thương mạch máu của vùng cuống thận, các tổn thương rách của bể thận của niệu quản và các túi nước tiểu urinum sau chấn thương ở khoang sau phúc mạc. Và như vừa nói, chụp cắt lớp vi tính còn có khả năng đánh giá được chức năng của quả thận sau chấn thương và đánh giá rất tốt các tổn thương cơ quan khác kèm theo và các tạng
sau phúc mạc hoặc các tạng trong ổ bụng với độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao. Đây là hình ảnh minh họa của một chấn thương thận trên các lớp vi tính. Ở phim thứ nhất là phim chụp cắt ngang ổ bụng trước tiêm thuốc cản quang, chúng ta thấy hình thận to ra, đồng thời quanh thận có hình ảnh một lớp tụ dịch. Trong dịch có phần giảm tỷ trọng và phần tăng tỷ trọng. Như vậy đây cũng vừa là dịch dạng máu tụ, vừa là đã dịch hóa một phần. Ở phim thứ hai cũng là cùng bệnh nhân, nhưng chụp sau khi tiêm thuốc cản quang ở thì nhu mô, chúng ta thấy trong nhu mô thận sẽ có những vùng giảm bắt thuốc cản quang, đó là những ổ đụng dập nhu mô, kèm theo có hình ảnh những đường vỡ làm thông từ vùng bể thận ra ngoài khoang cạnh thận và khoang quanh thận. Nhu mô thận sẽ bị tách ra xa nhau. Đây là hình ảnh điển hình của một đường vỡ nhu mô thận. Trên phim chụp thứ hai, chúng ta cũng thấy hình ảnh hai đường vỡ của nhu mô thận kéo dài từ bờ của thận vào trong bể thận. Đi kèm theo hình ảnh đường vỡ này là hình ảnh tụ dịch quanh thận với cấu trúc không đồng nhất, có phần máu tụ và phần dịch hóa. Đây là một trường hợp khác trong chụp cắt lớp vi tính chấn thương thận. Ở phim thứ nhất, đó là chụp cắt lớp vi tính ở giai đoạn sớm sau chấn thương thận, chúng ta nhìn thấy hình ảnh tụ dịch và tụ máu ở quanh thận. Bệnh nhân này được điều trị bảo tồn và sau đó chụp lại trên cắt lớp vi tính. Chúng ta thấy không còn hình ảnh tụ dịch quanh thận, nhưng ngược lại ở vùng rốn thận nằm ở khoang sau phúc mạc có hình ảnh túi tụ dịch nước tiểu giảm tỷ trọng. Đây là một trong số những di chứng hay gặp sau bệnh cảnh chấn thương thận. Do có hình ảnh dò của đường bài xuất thường là ở bể thận niệu quản ra khoang sau phúc mạc. Tóm lại, cắt lớp vi tính có khả năng đánh giá tất cả các tổn thương cơ bản của chấn thương thận cũng như các tổn thương kết hợp hoặc các di chứng sau chấn thương thận. Và trong bệnh cảnh của chấn thương thận thì các phương pháp chẩn đoán hình ảnh không chỉ có vai trò là chẩn đoán tổn thương có chấn thương hay không chấn thương thận, mà còn có vai trò rất lớn trong đánh giá phân loại chấn thương thận. Và hiện nay hai phương pháp thường được sử dụng để phân loại chấn thương thận đó là siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, và trong đó thì cắt lớp vi tính có độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác cao hơn rất nhiều so với siêu âm. Mục đích của phân loại chấn thương thận là giúp cho các bác sĩ lâm sàng có khả năng đánh giá được mức độ nặng nhẹ của chấn thương, từ đó đưa ra các hướng xử trí phù hợp hoặc điều trị bảo tồn, hoặc phải phẫu thuật cắt thận hoàn toàn hoặc bán phần. Hiện nay có hai phương pháp phân loại chấn thương thận. Phân loại thứ nhất là phân loại theo tác giả Sutherland, thì chấn thương thận được chia ra làm 4 độ, từ mức độ nhẹ cho đến nặng. Cụ thể, ở độ 1 thì tổn thương của thận là tổn thương đụng dập hoặc máu tụ ở trong nhu mô thận, có thể có tụ máu dưới bao thận, có thể có đường rách của nhu mô nhưng mà ngắn và chưa thông được với đường bài xuất, và trong trường hợp này bệnh nhân không có đái máu. Ở chấn thương thận độ 1, ta không cần phải điều trị phẫu thuật và thường chỉ bảo tồn và thận sẽ phục hồi gần như nguyên vẹn. Ở chấn thương thận độ 2 theo Sutherland, đó là tổn thương đụng dập kèm đường vỡ sâu và có dấu hiệu thông của đường bài qua nhu mô ra khoang quanh thận, tổn thương làm rách đồng thời đường bài xuất cũng như rách bao thận, và bệnh nhân sẽ có đái máu, đồng thời sẽ có hình ảnh thoát thuốc ra ngoài hệ thống đường bài xuất trên các phim chụp UIV hoặc cắt lớp vi tính có thêm thuốc cản quang. Ngoài các tổn thương trực tiếp này, ở độ 2 chúng ta vẫn thấy có hình ảnh máu tụ quanh thận. Tuy nhiên, tổn thương máu tụ quanh thận cũng như trong thận
mức độ ít không làm biến đổi nhiều kích thước của. Ở độ 2, bệnh nhân cần phải được theo dõi chặt và nếu tổn thương nặng thêm lên thì chúng ta sẽ phải phẫu thuật cho bệnh nhân. Còn nếu không, chúng ta có thể điều trị bảo tồn. Đây là sơ đồ minh họa hai độ 1 và 2 của Sutherland trong chấn thương thận. Chúng ta thấy ở độ 1 có thể là tổn thương đụng dập hoặc máu tụ trong nhu mô thận hoặc máu tụ dưới bao thận hoặc đường rách vỡ nhu mô. Tuy nhiên, đường rách vỡ nhu mô chưa có dấu hiệu thông với đường bài xuất. Hoặc cuối cùng, chúng ta có thể gặp một tổn thương thiếu máu của một tiểu thùy thận. Ở chấn thương thận độ 2 theo Sutherland, chúng ta sẽ có hình ảnh đường vỡ rách nhu mô, rách thông với bao và đường bài xuất của thận. Chính vì vậy, bệnh nhân sẽ có đái máu và sẽ có nước tiểu thoát ra khỏi đường bài xuất. Trong độ 2, chúng ta còn gặp tổn thương có thể có, đó là tổn thương thiếu máu của cả một thùy thận. Trong chấn thương thận độ 3 theo Sutherland, tổn thương vỡ thận nhiều mảnh, máu tụ nhiều giữa các mảnh vỡ, làm tách các mảnh vỡ ra, có nhiều máu tụ quanh thận, máu tụ trong bể thận và nước tiểu sẽ tràn ra ngoài vào ổ vỡ và ra quanh thận. Hình dáng và kích thước của cả thận sẽ bị biến đổi, thường là thận to lên và mất tính liên tục của đường bờ viện. Loại tổn thương này thì khuyến cáo là nên mổ sớm. Chấn thương thận độ 5 theo Sutherland, đó là các tổn thương vào cuống thận như động mạch thận, tĩnh mạch thận hoặc niệu quản. Và chúng ta thường hay gặp nhất đó là tổn thương của động mạch thận, gặp từ 60 đến 80% các tổn thương chấn thương của thận ở độ 4. Hoặc tổn thương có thể gây đụng dập hoàn toàn của thận, làm mất cấu trúc hình dáng của thận thì cũng được xếp vào độ. Trong độ 4, chúng ta sẽ thấy hình ảnh máu tụ nhiều hơn khoang quanh thận và sau phúc mạc. Tổn thương mạch thận như đã nói ở trước có hai loại, đó là tổn thương vết thương của mạch thận và tổn thương đụng dập của mạch. Thì trong chấn thương thận, chúng ta thường gặp đó là tổn thương đụng dập của mạch máu thận sẽ gây ra tắc mạch, giống như một tổn thương kẹt gây nát ra mạch thận, và khi đó mạch thận chỉ còn lớp vỏ sơ bên ngoài, còn bên trong là tổn thương đụng dập gây tắc mạch hoàn toàn. Đây là hình ảnh sơ đồ minh họa của chấn thương thận độ 3 theo Sutherland. Số đường vỡ sẽ tăng nhiều, đường vỡ thường lớn làm tách nhu mô thận ra xa nhau và sẽ làm thay đổi hình dạng của thận, thận bị vỡ ra làm nhiều. Ở độ 4, đó là trường hợp tổn thương của mạch thận có thể là đụng dập hoặc vết thương gây đứt hoàn toàn của mạch thận. Hoặc tổn thương tiếp theo đó là tổn thương đứt của niệu quản hoặc vị trí nối bể thận niệu quản. Trong trường hợp này, nước tiểu sẽ nhanh chóng tràn ra khoang sau phúc mạc và thường có di chứng là túi tụ dịch nước tiểu sau phúc mạc. Vừa rồi tôi đã trình bày 4 phân độ chấn thương thận theo Sutherland. Tuy nhiên, gần đây các nhà lâm sàng đang có xu hướng áp dụng phương pháp phân độ chấn thương thận theo Hiệp hội Chấn thương của Mỹ, thì chấn thương thận được chia ra nhỏ hơn thành 5 độ khác nhau. Ở độ 1, đó là tổn thương không nguy hiểm, bao thận còn nguyên vẹn, thường chỉ có ổ đụng dập nhu mô thận nhỏ, có thể có máu tụ dưới bao hoặc không, và không có đái máu hoặc chỉ có thể có đái máu vi thể. Ở độ 2, tổn thương là tổn thương rách hoặc là đứt bao thận, có máu tụ sau phúc mạc, có các ổ hay các vùng đụng dập nằm nông vẫn chưa ăn sâu vào vùng tủy. Như vậy, về thực thì chấn thương thận độ 1 và 2 theo Hiệp hội Chấn thương của Mỹ sẽ rơi vào chấn thương thận độ 1 theo Sutherland. Trong chấn thương thận độ 3 của Hiệp hội Chấn thương Mỹ thì chúng ta sẽ có hình ảnh đường vỡ hoặc ổ vỡ làm rách hoặc đứt của bao thận và đi qua tủy thận thông với đường bài xuất, tức là thông với đài hoặc bể thận, và trong trường hợp này bệnh nhân xuất hiện đái máu. Như vậy, độ 3 theo Hiệp hội Chấn thương của Mỹ sẽ trùng với độ 2 theo Sutherland. Độ 4 theo Hiệp hội Chấn thương Mỹ đó là hình ảnh vỡ thận kèm theo các tổn thương các nhánh động mạch hay tĩnh mạch trong thận
tức là ở mức độ thùy hay mức độ tiểu thùy, và độ 5 đó là tổn thương vỡ thận thành nhiều mảnh hoặc là gây rách đứt các cấu trúc ở rốn thận như là hệ thống động tĩnh mạch hoặc niệu quản. Hiện nay cả hai phân độ chấn thương thận đều được dùng song song trên lâm sàng, và vì vậy khi chẩn đoán phân độ chấn thương thận, các bạn cần phải làm rõ đây là phân độ theo tác giả Sutherland hay theo Hiệp hội Chấn thương của Mỹ để có sự thống nhất giữa chẩn đoán hình ảnh và lâm sàng. Về các di chứng của chấn thương thận thì chúng ta có thể gặp các di chứng sau chấn thương thận, đó là tụ dịch nước tiểu ở khoang sau phúc mạc và thường hay gặp ở vùng thấp của thận. Tổn thương này thường gặp khi có tổn thương rách lớn của đường bài xuất ở đài bể thận hoặc là tổn thương rách của niệu quản. Một biến chứng tiếp theo đó là các áp xe hóa của các ổ tụ dịch hoặc máu tụ sau chấn thương thận. Và biến chứng cuối cùng có thể gặp đó là hình ảnh phình mạch trong nhu mô thận sau chấn thương. Đây là một biến chứng khá hay, và về lâm sàng bệnh nhân sẽ có những đái máu đại thể kéo dài. Trong trường hợp phình mạch này, thông thường chúng ta điều trị bằng phương pháp can thiệp nút mạch và thường không phải can thiệp bằng phẫu thuật. Bài giảng về chấn thương thận trên chẩn đoán hình ảnh của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn. Rồi, như vậy là các bạn đã xem phần cuối cùng, đấy là chấn thương của thận. Thế thì ở bài phần vừa rồi thì nó khá đơn giản thôi, chắc là các bạn cũng đi học thực tế lâm sàng, các bạn cũng đã gặp các bệnh cảnh của chấn thương thận cũng như là chấn thương các cái tạng đặc khác trong một bụng, đúng không ạ? Các bạn có câu hỏi gì về nội dung vừa rồi không? Nếu các bạn không hỏi, tôi lại hỏi cho vậy. Câu đầu tiên đấy là trong bệnh cảnh của chấn thương một tạng đặc nói chung và chấn thương thận nói riêng, thì khi mà tiếp nhận một bệnh nhân thì việc đầu tiên các bạn cần lưu ý đấy là cái gì trong chấn thương tạng đặc nhé? Nào, mời các bạn. Có bạn nào xung phong không nhỉ? Thầy, đầu tiên là cần chú ý dấu hiệu sinh tồn đúng không? Đúng rồi, dấu hiệu sinh tồn. Và đối với chấn thương tạng đặc, cụ thể hóa cái dấu hiệu sinh tồn đấy là cái gì? Đối với chấn thương tạng đặc thì mình sẽ sợ bệnh nhân có sốc mất máu, thì mình sẽ chú ý đến mạch huyết áp. Rồi, rất tốt. Đúng rồi. Bây giờ nó sẽ có 3 cái tình huống trên lâm sàng khi bạn tiếp nhận một bệnh nhân. Một là bệnh nhân có chấn thương tạng đặc nhưng lâm sàng ổn định bình thường, thậm chí người ta đi lại được bình thường, mạch huyết áp bình thường. Cái đấy rất dễ, chúng ta lần lượt chúng ta đi làm các cái quy trình chẩn đoán rồi ra phác đồ điều trị. Nhóm thứ hai là bệnh nhân vào trong tình trạng tối cấp, đấy là đã sốc mất máu, mạch huyết áp gần như là bằng không rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy trong bệnh cảnh chấn thương mạch huyết áp gần như bằng không, bụng trướng căng và gõ đục, như vậy là có chảy máu trong ổ bụng rồi. Thì trong tình huống đấy các bạn làm gì? Nào, xin mời bạn nào xung phong. Trong tình huống đấy chúng ta làm gì? Rồi, một bạn trả lời đây là xử lý sốc cho tới khi ổn định rồi phẫu thuật. Có bạn nào có câu trả lời khác nữa không? Em thấy là đầu tiên mình phải xử lý cái tình trạng sốc cho bệnh nhân và tìm cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng đó. Hai, đấy là ý kiến thứ hai. Bạn là Đỗ Hoài Phương, trả lời là vừa hồi sức vừa mổ luôn. Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng vừa hồi sức vừa cấp cứu. Hồi sức là với cấp cứu là mổ rồi. Câu trả lời đúng, đấy là chúng ta vừa hồi sức cho bệnh nhân, vừa mang chuẩn bị phòng mổ và đi mổ ngay. Không cần thăm dò hay chẩn đoán bất cứ một cái gì sâu khác. Không có vai trò của chẩn đoán hình ảnh, không có vai trò của xét nghiệm trong cái việc này nữa.
đấy là bằng mọi giá chúng ta vừa hồi sức vừa mổ nhanh nhất có thể để bịt cái chỗ chảy vào và hồi sức được cho bệnh nhân. Có thể chúng ta chỉ làm một cái xét nghiệm hay một cái thăm dò tạm gọi là cận lâm sàng duy nhất, đấy là cái gì ạ? Xét nghiệm công thức máu. Thưa mà uống cấp cứu. Nhóm máu, đúng rồi, bạn Đỗ Hoài Phương trả lời rất đúng, hai câu liền rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ duy nhất quan tâm đến cái nhóm máu của bệnh nhân thôi, để mà chúng ta truyền máu. Không HIV và công thức máu thì càng không dùng để làm gì hết cả, đúng không ạ? Không HIV, không viêm gan B, vân vân, đúng không? Thế đấy là tình huống thứ hai. Tình huống thứ ba nó nằm ở giữa, tức là bệnh nhân vào mạch huyết áp không ổn định nhưng vẫn chưa rơi vào tình trạng sốc. Ví dụ mạch ấy, chế độ chiếm 95 đến 105, huyết áp khoảng tối đa khoảng 8-90 thì chúng ta làm cái gì? Thì trong tình huống đấy chúng ta vẫn song song dự phòng sốc, tức là thường là người ta sẽ đặt đường truyền, sau đó gửi đi làm rất nhanh các cận lâm sàng. Trong cận lâm sàng thì có chẩn đoán hình ảnh. Và lưu ý là khi đi thì phải có người đi dự phòng đi theo để nếu người ta có sốc dọc đường còn xử lý được. Thứ hai nữa là khi làm bất cứ cái cận lâm sàng nào thì chúng ta cũng phải đẩy nhanh cái tiến độ, tức là làm thật nhanh, siêu âm cũng nhanh, nếu bí quá phải chụp cắt lớp cũng phải chụp nhanh chứ không để chờ để đợi hay là để gọi là học sinh thực tập ở trên những cái bệnh nhân như thế. Đấy là cái mà các bạn cần lưu ý về cái hoàn cảnh, bệnh cảnh của bệnh nhân. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong chấn thương thận, khi nghi ngờ một bệnh nhân chấn thương thận thì phương pháp chẩn đoán hình ảnh đầu tay của chúng ta bây giờ dùng là cái gì các bạn? Có bạn nào biết và trả lời? Bạn nữa là Lê Quỳnh, Lê Hương Quỳnh hay Quỳnh Hương gì đấy cũng trả lời là cắt lớp vi tính. Cắt lớp không phải là phương pháp đầu tay mà siêu âm là phương pháp đầu tay, còn cắt lớp là phương pháp tốt nhất. Hai cái khái niệm nó khác nhau. Cái đầu tay vì sao người ta dùng không phải là cái tốt nhất? Vì nếu cái tốt nhất mà nó quá đắt, vì nó quá chậm, vì nó quá hiếm có thì không bao giờ nó trở thành đầu tay hết cả, đúng không ạ? Nên là các bạn lưu ý là siêu âm trong chấn thương tạng đặc nói chung thì siêu âm là phương pháp đầu tay để chúng ta chẩn đoán có hay không có tình trạng chảy máu trong ổ bụng, nghi ngờ các tổn thương của tạng. Sau đó chúng ta mới, nếu có thì chúng ta mới sử dụng cắt lớp vi tính để đánh giá mức độ hay độ của chấn thương. Sau đó dựa vào độ của chấn thương cũng như dựa vào mức độ mất máu rồi là tình trạng chung về huyết động mà chúng ta sẽ quyết định cái thái độ điều trị cho bệnh nhân. Vì bây giờ chấn thương tạng đặc người ta không mổ hết như ngày xưa nữa, ngày xưa cứ vỡ lách là mổ, đúng không ạ? Bây giờ vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận, vỡ tụy, tỷ lệ điều trị bảo tồn nó ngày càng nhiều và người ta đào trường tồn nó thành công, nó tự nó liền, nó chẳng có gì, chỉ có mỗi nằm theo dõi cái huyết động để đảm bảo nếu sốc thì tôi mổ cấp cứu, tôi điều trị được thì là tôi có quyền bảo tồn. Tất nhiên tôi phải dựa vào tình trạng huyết động hiện tại của bệnh nhân cũng như là cái mức độ tổn thương cái tạng của bệnh nhân. Đấy là cái mà các bạn cần lưu ý. Thế còn cái việc mà nhìn ra các dấu hiệu đấy trên cắt lớp, trên siêu âm thì thực ra đối với I4 chúng tôi không đặt ra yêu cầu đấy. Nội dung học thì có, thi cử thì có, nhưng mà để mà nhớ sau này trong quá trình thực hành thì đấy không phải là mục tiêu chính các bạn phải nhớ. Rồi đấy là mấy cái đại cương tôi muốn nhấn mạnh thêm. Các bạn còn gì để hỏi nữa không cho hạ ba cái bài vừa rồi? Thôi nếu không có cần gì hỏi nữa thì hôm nay chúng ta bài chúng ta khá ngắn, chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy ạ. Chào các bạn. Em chào thầy ạ.